Được triển khai từ năm 2015, tuy nhiên do thi công gián đoạn khiến tuyến đường Plao Sere xã Đại Lào thành phố Bảo Lộc nối quốc lộ 20 với xã Lộc Thành huyện Bảo Lâm dài trên 3 km trở thành con đường khổ ải trong suốt gần một năm qua. Chúng tôi có mặt tại tuyến đường Plao Sere khi thời tiết khá thuận lợi khô ráo. Thế nhưng trên tuyến đường này ở đâu cũng xuất hiện ổ voi, nước ứ đọng. Chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là người dân ở thôn 7, xã Đại Lào. Thời gian qua, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc đi lại vận chuyển nông sản và kinh doanh buôn bán do việc chậm trễ của đơn vị thi công. Triển khai làm thì lâu rồi. Thì bắt đầu là đầu mùa khô năm ngoái họ đã dục dịch họ làm rồi. Thế mà nói thì làm nhưng mà có thấy làm đâu. Làm thì mới làm được mấy tháng nay thì ì ạch. Cái đoạn trên kia trước cũng thế. Cũng lầy dân đi con tôi đi chợ suốt ngày có người đẩy xe cho. Họ thông báo là đổ dày 30 năm phân đá và xây hai bên rãnh nước là xây máng nước đàng hoàng. Thế thì từ đó đến nay thì thi công thì hôm qua chúng tôi gặp bên thi công hỏi thì thi công bảo là trong thiết kế không có xây máng nước mà chỉ có giải đường không thôi. Bây giờ đường ở đây mà nước nó như thế này mà nếu mà không xây thì nó lại phá hủy hỏng con đường. Mưa thì lầy lội, nắng thì gió bụi, giao thông luôn bị ách tắc. Đời sống sinh hoạt, sản xuất và việc đi lại của các em học sinh trên tuyến đường này đã và đang gặp rất nhiều khó khăn. Làm ở chậm trễ thì sẽ là cái giá cả thị trường nó có thể có sự biến động với chè, với cà phê, với phân bón. Nên là rất khó khăn cho nhân dân. Người dân và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu đơn vị thi công có giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, cách xử lý chỉ mang tính tạm thời. Thứ nhất về vấn đề giải phóng mặt bằng và thứ hai nữa là do thời tiết. Thời tiết ở cái địa bàn này thì nó mưa nhiều nên là nó gặp rất nhiều khó khăn. Tuyến đường Plao Sere có tổng chiều dài trên 3 km, được khởi công từ cuối năm 2015 với kinh phí đầu tư của nhà nước là hơn 14 tỷ đồng trong giai đoạn 3 năm từ 2016 đến 2018 do Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào thành phố Bảo Lộc làm chủ đầu tư. Công ty xây dựng Nguyên Thanh, Bảo Lộc tự ứng vốn, đảm nhận thi công và cam kết hoàn thành trong thời gian 420 ngày. Để thi công tuyến đường này, người dân địa phương đóng góp trên 500 triệu đồng, tự nguyện hiến đất, hoa màu để mở đường. Tuy nhiên, dù đã thi công một thời gian dài, nhưng đến nay, nhiều đoạn trên con đường này vẫn án binh bất động. Đối với là chủ đầu tư thì đã làm việc cụ thể với đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát cộng đồng, các ban thôn và đơn vị thi công bàn giao cái đường này trong năm 2016 và cùng bổ sung một số cái hạng mục trình là Ủy ban thành phố về các cái hạng mục mương, một số lỗi trong quá trình thi công chưa thi công đúng cái hồ sơ thiết kế. Doanh nghiệp thi công vi phạm cái hợp đồng đối với là chủ đầu tư thì chủ đầu tư sẽ xử lý theo đúng cái quy định của pháp luật. Tuyến đường Plao Sere là huyết mạch giao thông nối quốc lộ 20 với xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, đi qua 6 thôn trên địa bàn xã Đại Lào, từ thôn 6 đến thôn 11. Vì vậy, đơn vị thi công cần có giải pháp khắc phục, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, các em học sinh và phương tiện giao thông qua lại hàng ngày. Để các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em hiểu rõ và nghiêm túc chấp hành,